tới mùng 8 tháng 3 rồi. Mùng 8 tháng 3 hôm nay mấy ngày? Hôm nay mùng 5 rồi. Thế mọi năm thì có hay tặng quà người yêu mùng 8 3. Thì nó cứ đều như chủ nhật thôi anh. Tức là cứ đến là ngày là phải tặng thôi. Đều như chủ nhật, cứ đến ngày là phải tặng. Chứ năm nào cũng không yêu nhá. Ờ, thế là không yêu chứ mấy em tặng mấy em nữa. Tặng hai tặng mẹ, tặng bà này, tặng chị gái này. Đấy, mẹ quê thì em hay. Thế bây giờ mà trong túi thì có mỗi đủ tiền mua cái sổ đỏ của thằng Len 200-300 triệu. Vâng. Thì bây giờ phải tặng cả vợ, cả mẹ, cả chị. Thế theo em thì em sẽ chọn ai để tặng, còn những người kia thì tặng hoa. Tức là tặng một sổ là chỉ được một người thôi. Ờ, bây giờ có một cái sổ đỏ thôi, nhưng bây giờ tiền thì có thế. Nếu mà đủ tiền mua cả ba thì cũng nói. Nhưng bây giờ chỉ có một người, còn hai người kia thì coi như là đấy, như kiểu là chọn cứu ai. Bây giờ chúng chọn. Thế thì bây giờ em sẽ chỉ em sẽ chọn là tặng vợ em. À, đấy. Nhưng em sẽ lấy cái đấy là cái coi như món quà đúng không? Rất ý nghĩa thì em sẽ bảo bố em mua thêm một cái vải 200 triệu nữa tặng em. Thế là xong đúng không anh? Thế là có hai sổ nhưng em chỉ bỏ một sổ. À, đấy, nhưng mà em có một quà, ý nghĩa cho mẹ em, thưa bố em. Đấy. À, nhưng mà ý anh hỏi là thế tại sao mà em không bảo bố mẹ vợ tặng vợ, còn em thì tặng mẹ? Bố mẹ vợ em tặng vợ em. Thì lúc ấy vợ em mới dỗi. Thế em không nghĩ mẹ em sẽ dỗi à? Không, bố em tặng mẹ em thì mẹ em thích hơn là em tặng. À. Bởi vì bình thường bố em có là khi có năm thì có hoa, có năm thì không. Năm nay mà cầm hẳn một quyển sổ tôi tặng bà thì anh không nhận không? Bố mẹ anh bây giờ bố anh mà tặng bà, à mẹ anh một cái thì chắc chắn là vui, rất là vui, đúng không? Anh có nhận không? Nhưng mà đúng là nếu mà hỏi khó nhà bây giờ mà không, bố bây giờ bố không tặng được, bố không có tiền. Mà lại chỉ có mỗi người yêu với mẹ. À thế thì có một giải pháp này. Đấy, em sẽ bây giờ 200 đúng không? Em tặng có hai sổ đúng không? Thì 100 trước, bây giờ hai sổ đúng không? Đây mình có chương trình trường góp 6 tháng mà em 6-200 còn lại em kiếm 200 rồi em đưa bố em. Đấy, thế gọi là hai đúng không? Cũng là thông minh, không thông minh, tức là để vẽ đôi đường. Đôi đường. Đấy, nhưng mà nếu mà là anh em còn duy nhất một cái sổ thì các anh em sẽ chọn tặng mẹ hay là tặng vợ hay là tặng người yêu. Vâng. Thì comment xuống bên dưới xem như nào nhá. Ok.